đắng thâu cửu thiên. Nhang rào chí thành đăng bảo an, nguyện cờ trăm họ đắc binh. Gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, cho phép chúng tôi được gửi lời chào mừng tới quý vị đại biểu, các vị lãnh đạo, quan khách, toàn thể quý vị đại biểu và quý vị khán giả đang có mặt tại live show của nghệ sĩ Hoài Thanh buổi tối ngày hôm nay, cũng như toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại hội trường của chúng ta. Thưa quý vị, live show đầu tiên của nghệ sĩ Hoài Thanh với chủ đề Văn ca từ tâm được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam. Chương trình được thực hiện bởi ekip sau đây: Tổng đạo diễn Trần Vĩnh Thụy, nhà nghiên cứu tín ngưỡng văn hóa dân gian Đàm Lan, kịch bản Vĩnh Thụy, Thùy Dương, lời bình nhà nghiên cứu tín ngưỡng văn hóa dân gian Đàm Lan, Thùy Dương, dẫn chương trình MC Mỹ Vân, dàn dựng âm nhạc nhà hát chèo quân đội,
Nhã Chèo Thái Bình, biên đạo múa Minh Hiếu, âm nhạc Quốc Việt, Đình Tân, dàn dựng sân khấu Trần Anh Tuấn, hình ảnh hãng phim tài liệu khoa học Trung ương, các nghệ sĩ tham gia chương trình, nghệ nhân ưu tú Trọng Quỳnh, nghệ nhân dân gian Thành Long, nghệ nhân hát sẩm Bạch Linh, nghệ nhân ưu tú Đào Nương Thu Hằng. Các diễn viên múa, Nhà hát chèo Hà Nam, Học viện Múa Việt Nam. Nhóm múa Sắc Sen Vàng, các nhạc công, Nhà hát chèo Quân đội, Nhà hát cải lương Việt Nam, Nhà hát chèo Thái Bình, Nhà hát chèo Hà Nam, Trung tâm Chầu Văn Tâm Linh Việt. Giám đốc sản xuất Trần Vĩnh Thụy, đơn vị sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Event. Và thưa quý vị, sau đây, trước khi chúng ta tiếp tục đến với những nội dung chính của chương trình, xin được trân trọng kính mời các vị lãnh đạo sau đây sẽ lên sân khấu để tặng hoa chúc mừng nghệ sĩ Hoài Thanh. Về phía đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Tạ Đình Quyền, Phó Giám đốc. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam. Xin trân trọng kính mời. Xin mời nghệ sĩ Hoài Thanh ra sân khấu để nhận những bó hoa chúc mừng từ các vị lãnh đạo cũng như là tình cảm của đông đảo quý vị khán giả đã dành cho mình trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin mời nghệ sĩ Hoài Thanh ạ. Vâng, có lẽ thưa quý vị và các bạn, trong những buổi tối trình diễn đặc biệt quan trọng này thì những nghệ sĩ của chúng tôi sẽ luôn luôn phải chuẩn bị tâm lý cũng như tất cả những gì là tuyệt vời nhất để đem đến cho quý vị khán giả những giây phút thực sự thăng hoa. Và lúc này thì nghệ sĩ Hoài Thanh của chúng ta cũng đang rất là bận rộn với những công việc như vậy, với mong muốn là chuẩn bị những gì hoàn hảo nhất, tròn trịa nhất để gửi tới quý vị khán giả. Và chúng ta, vâng, anh đã ra sân khấu rồi ạ. Vâng, xin được chúc mừng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiếp theo ạ, ông Ngô Thanh Tân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam sẽ lên sân khấu để tiếp tục tặng hoa gửi tới nghệ sĩ Hoài Thanh của chúng ta. Cùng với đại diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời rất nhiều các đồng chí khác cũng sẽ có những bó hoa tươi thắm để dành tặng cho nghệ sĩ Hoài Thanh của chúng ta. Trân trọng cảm ơn. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tặng hoa nghệ sĩ Hoài Thanh ạ.
xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Và tiếp sau đây chúng tôi xin mời đồng đền Phạm Đình Thám, Thủ Nhang đền Gầm, Thờ Đức Thánh Mẫu Đệ Tam sẽ có lãng hoa chúc mừng gửi tới nghệ sĩ Hoài Thanh. Xin trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn đồng đền Phạm Đình Thám. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy rằng là sân khấu của chúng ta ngập tràn sắc hoa đúng không ạ? Có rất nhiều những khán giả ở đây, người hâm mộ đã đến đây với tình cảm của mình dành cho nghệ sĩ Hoài Thanh. Và có rất nhiều hoa như vậy, nhưng mà bởi vì thời gian của chương trình không cho phép, chính vì vậy mà chúng tôi cũng xin được đại diện giới thiệu các vị quan khách lên tặng hoa mà thôi. Còn lại thì tất cả tình cảm của quý vị cho phép chúng tôi được ghi nhận. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, có lời đề rằng bảo nhang phước úc khỏi tường yên, thủy khí dung đằng thấu cửu thiên, nhang xạ trí thành đăng bảo án, nguyện cờ đệ tử đắc bình an. Cùng với những làn điệu và lời văn mang đậm tính tâm linh, trích trong bản văn công đồng trong nghi lễ hầu thánh của tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ, được thể hiện bởi cung văn Hoài Thanh, đã mở đầu cho chương trình âm nhạc Văn Ca Từ Tâm ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 12 năm 2012, nghi lễ chầu văn đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và đặc biệt hơn nữa, ngày 1 tháng 12 năm 2016, nghi lễ thực hành thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với sự vinh danh to lớn của nhà nước và thế giới cho loại hình âm nhạc dân gian vô cùng độc đáo này, thì những nghệ nhân, những cung văn của loại hình nghệ thuật này trở thành những di sản sống, những kho tàng sống. Qua đó, chúng ta có thể lưu truyền và bảo tồn những giá trị tinh hoa của môn nghệ thuật này. Thưa quý vị, và đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tham dự một chương trình đặc biệt với tên gọi Văn Ca Từ Tâm, là chương trình nghệ thuật đặc sắc của cung văn trẻ Hoài Thanh, với mong muốn giới thiệu đến đông đảo người âm nhạc loại hình âm nhạc vô cùng đặc sắc nhưng mang đậm chất tâm linh của người Việt. Đây cũng là hành động góp phần vào công cuộc bảo tồn và truyền bá văn hóa truyền thống đến với cộng đồng, đến với giới trẻ. Thưa quý vị, đến tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt hôm nay, cho phép chúng tôi được gửi lời chào trân trọng tới sự hiện diện của các vị khách quý. Đó là sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, cùng đông đảo các văn nghệ sĩ, khách mời, người hâm mộ và các nhà tài trợ đã đến với chương trình hôm nay, cho phép chúng tôi được nhiệt liệt chào mừng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu các quý chư tôn thiền đức, các vị đồng đền, thủ nhang, thanh đồng, đạo quan, đệ tử của tín ngưỡng thờ mẫu, các cơ quan truyền thông, truyền hình, các đơn vị báo chí đã đến tham dự và đưa tin về chương trình. Và đặc biệt hơn nữa, cho phép chúng tôi được gửi lời chào tới đông đảo quý vị khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay tại nhà hát của chúng ta. Một lần nữa, thưa quý vị, hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để bắt đầu cho buổi tối hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng dành một chút thời gian để hướng lên màn hình và theo dõi clip sau đây.
ơn quý vị. Có thể thấy rằng là với một đoạn clip ngắn vừa rồi, nhưng chúng ta cũng đã thấy được con đường hoạt động nghệ thuật của Cung Văn Hoài Thanh. Anh đã gửi gắm tất cả những ước mơ, những hoài bão của mình vào con đường nghệ thuật như thế nào. Và đặc biệt hơn nữa là quý vị cũng có thể thấy được tâm huyết cũng như là công sức của Cung Văn Hoài Thanh và cả ekip để chuẩn bị thực hiện cho live show ngày hôm nay, Văn Ca Từ Tâm. Và thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ra sân khấu Cung Văn Hoài Thanh ạ. Vâng, có lẽ lúc này thì khán giả rất muốn được trò chuyện với Cung Văn Hoài Thanh đúng không? Xin chào bạn, bạn có thể chia sẻ và nói điều gì đó với quý vị khán giả, những người hâm mộ mình được không? Lời đầu tiên cho phép con xin gửi tới toàn thể các quý quan khách, các đồng đền Thủ Nhang cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, thực ra bây giờ Hoài Thanh rất là xúc động, không nói được điều gì ạ. Hoài Thanh xin chỉ biết xin cảm ơn quý vị quan khách, cảm ơn cô Huệ Thủ Nhang đền chính Phủ Tiên Hương, cảm ơn cậu Thám Thủ Nhang đền Dầm và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong hội trường sân khấu ngày hôm nay một lời cảm ơn chân thành nhất. Và Hoài Thanh xin được cảm ơn tới các anh trong ban nhạc ngày hôm nay đã về trợ giúp cho Hoài Thanh có được một chương trình âm nhạc để hoàn thành cho Hoài Thanh ạ. Và điều đặc biệt là Hoài Thanh xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới anh chị Hùng Dung là người đã là nhà tài trợ chính cho chương trình này. Con xin phép toàn thể quý vị quan khách và toàn thể khán giả là con xin phép được đem bó hoa đến để tặng cho anh chị. Vâng. Thưa quý vị, có lẽ rằng là những nghệ sĩ của chúng ta có thể thăng hoa và hết mình ở trên sân khấu với môn nghệ thuật mà mình đam mê theo đuổi. Nhưng mà khi nói thì bao giờ cũng thế, cũng hồi hộp và có một chút xúc động đúng không ạ? Và cảm ơn ngày hôm nay đã có những nhà tài trợ đã đồng hành cùng với Cung Văn Hoài Thanh để làm nên chương trình live show đặc biệt ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là tấm lòng của tất cả quý vị đại biểu, quý vị khán giả, những người hâm mộ đến đây với Hoài Thanh bằng tất cả tấm lòng của mình. Một lần nữa xin được thay mặt Hoài Thanh chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn Hoài Thanh, bạn có điều gì muốn chia sẻ với khán giả nữa không? Thôi bây giờ thì có thể là lát cho Hoài Thanh hát được không ạ? Chứ còn nói Hoài Thanh bây giờ không nói được gì nữa ạ. Vâng, xin cảm ơn cái gì rất nhiều. Cảm ơn Hoài Thanh, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại anh. Thưa quý vị, nghi lễ chầu văn hay còn gọi một cách gọi khác đó là nghi lễ hát chầu văn được sáng tạo trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phát triển trong môi trường tín ngưỡng dân gian. Nghệ thuật chầu văn mang đậm phong cách âm nhạc vừa độc đáo, bản sắc lại vừa tích hợp được những giá trị của hình thức âm nhạc dân gian khác. Chầu văn với hơn 30 làn điệu khác nhau đã thể hiện thánh tích, hành trạng cũng như các cung bậc tình cảm, cảm xúc của đệ tử với các vị thánh thần. Có những làn điệu chỉ sử dụng trong hát văn thờ như bì, miễu, thổng và hát văn hầu phong phú hơn với phú, cờn, xá, dọc. Và trong mỗi làn điệu chính của hát văn lại có những làn điệu khác để thể hiện rõ ý tứ của văn đàn tiếng hát. Ví dụ, trong phú có phú bình, phú chênh, phú nói, phú giàu, vân vân. Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản văn Quan Đệ Tam qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Cung Văn Trọng Quỳnh. Đặc biệt, anh sẽ gửi tới quý vị lối hát cổ truyền cùng với đàn nguyệt, cảnh, phách, trống. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.
sông pha trăm trận cũng ra tay cứu nước trừ nguy biên tiếng đề ngàn với núi sông giang tân Bắc Trình Giang Tân giành ngân Sở Bắc anh hồng vằng vặc Nam Minh con vua hoài quốc nghi độc đình để tham thái tử giáng sinh đến y dòng tâu đôi thiên đình thoái phổ chức võ nghệ thần chấn thổ lành giang
trái giang khê lên ngàn xuống biển lạnh giang từ quý vị ở danh làm đền thờ tang tiếng kiều vàng lòng môn hổ bảng thạch ban còn ghi một chút ạ. Và xin mời Cung Văn Hoài Thanh, chủ nhân của đêm live show ngày hôm nay, sẽ có một bó hoa để tặng cảm ơn người nghệ sĩ khách mời của chương trình hôm nay ạ. Có lẽ rằng là chúng ta giao lưu với nhau một chút nhỉ. Xin phép quý vị một chút, là thực ra chú Trọng Quỳnh là người Hoài Thanh được nghe hát văn đầu tiên trước khi đang học ở trong trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, thì tự dưng Hoài Thanh được nghe chú Trọng Quỳnh và thầy Khắc Tư hát một bản văn Trầu Bé Bắc Lệ đấy. Thì Hoài Thanh nghe thấy thích quá, thế là cứ ngồi ở cái quán nước chè để nghe chú hát thôi, và đam mê quá bắt đầu mới đi theo con đường hát văn. Vâng, cháu xin có bó hoa được tặng chú, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Hoài Thanh. Và xin mời nghệ sĩ Trọng Quỳnh nán lại sân khấu một chút ạ. Vâng, em muốn được thay mặt khán giả trò chuyện với anh một lúc có được không ạ? Vâng, lúc nãy ở trong cánh gà thì em có được ban tổ chức chia sẻ là em phải nhớ hỏi nghệ sĩ Trọng Quỳnh như thế này.
là bởi vì sao? Bởi vì anh ấy hát những làn điệu hát văn với lối hát cổ truyền. Vâng, vậy thì Mỹ Vân, bản thân Mỹ Vân là người thích nghe hát văn lắm, nhưng mà chỉ cảm nhận được là nó hay, và nó hay bởi tiết tấu, bởi lời ca của nó mà thôi. Nhưng mà không hiểu rõ lắm như thế nào là lối hát cổ truyền. Anh có thể chia sẻ cho Mỹ Vân cũng như là những khán giả chưa biết ở đây được rõ hơn không ạ? Vâng, xin chia sẻ với mọi người là trước khi muốn hát được một cái làn điệu cổ thì mình phải hiểu cái tính năng, rồi là cái âm điệu của nó. Vâng, để hiểu cái âm điệu của nó, để cho mình nó cũng phải trải qua 5 tháng thì mình sẽ có những cái thành quả nhất định. Vâng, lối hát cổ truyền ấy thì đặc trưng như thế nào anh? Trong hát văn ấy thì nó có 14 cái lối khó. Thế và đòi hỏi những người đi hát văn thì mình phải hết sức là phải nghe của các cố nghệ nhân, rồi các nghệ nhân, rồi các thầy truyền đạt lại cho mình thì mình sẽ làm được. Vâng, có thể thấy rằng là người nghe, người thưởng thức thì thấy nó rất là hay, rất là quyến rũ, đi vào lòng người. Nhưng mà với một người nghệ sĩ thì đòi hỏi đó là một sự khổ luyện, đúng không anh? Vâng, và thưa quý vị, cho phép Mỹ Vân được bật mí với quý vị khán giả như thế này ạ. Là chỉ với một bản văn kéo dài chưa đầy 15 phút, cùng với làn điệu, văn ca, Cung Văn Trọng Quỳnh đã cho chúng ta chạm vào quá khứ với huyền tích của một vị anh hùng dân tộc, từ thuở vua Hùng dựng nước với biết bao công trạng hiển hách, độ quốc, an dân. Và như quý vị biết thì Cung Văn Trọng Quỳnh của chúng ta là một trong số những cung văn gạo cội của chầu văn Việt Nam hiện nay. Ngoài việc giữ lề lối trong lối hát văn cổ thì anh còn đào tạo các lớp cung văn trẻ để góp phần giữ gìn, bảo tồn những giá trị của âm nhạc hát văn. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cảm ơn nghệ sĩ Trọng Quỳnh. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, cảm ơn tất cả. Vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, chầu văn là loại hình âm nhạc dân gian gắn liền với tín ngưỡng thờ mẫu và nghi lễ hầu đồng. Khi đã nói tới nghi lễ và tín ngưỡng, chúng ta sẽ nói đến hệ thống thần điện với ngôi thứ rõ ràng, quy định chặt chẽ. Hệ thống thần điện tín ngưỡng thờ mẫu với các vị thần tối cao là 4 vị thánh mẫu đại diện cho 4 phủ với chức năng bảo trợ, che chở, cứu giúp con dân và được giúp việc bởi các vị quan lớn, chầu bà, quan hoàng, thánh cô, thánh cậu. Trong tín ngưỡng thờ mẫu có rất nhiều nghi lễ và nổi bật nhất là nghi lễ hầu thánh gắn liền với nghệ thuật hát chầu văn. Như quý vị đã biết, trong nghi lễ hầu thánh, các thanh đồng khi bắc ghế hầu cũng sẽ hầu lần lượt các vị từ hàng trên trở xuống. Và trong phạm vi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, với mục tiêu đưa chầu văn tới gần với người yêu nhạc hơn, giới thiệu, quảng bá và bảo tồn những giá trị của di sản, tuy tách ra khỏi hầu thánh, nhưng chúng tôi vẫn sắp xếp các bản văn theo thứ tự, cấp bậc của các vị thánh. Để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn một lần nữa sẽ gặp gỡ và thưởng thức giọng văn của người chủ đêm nhạc hôm nay. Đó chính là Cung Văn Hoài Thanh cùng ban nhạc với bản văn Quan Đệ Ngũ. Xin trân trọng kính mời.
bản văn sầu để ngô cũ lòng vương. Sinh trực uy cường tính ông, sinh trực y uy cường thần thông biến hóa ai đương ai tay. Cổ hội nghỉ phu lai bao phen xuất nhập trang đài, đào lan quế huệ xung vầy nghỉ sướng ta ý. Nhớ người trang sĩ
tài danh tuyệt vời. Cho dù vật đổi sao rời, sông tranh còn đó công chẳng tạo hoa cũng gánh anh tài. Hỏi mã hồng quen trai dùng lược, mắt trần sao thấy được thiên cơ. Hoa kia đẹp có ai ngờ rằng hoa có chủ để giờ hàng hoa. Triều đình cha xét hỏi tước Long Hầu, tước Long Hầu truyền đi khắp mọi nơi, quan lớn quan vì ông bướm lạ lời. Hoa đoạt phụ tội trời không dung, lệnh viên sứ sơn cùng thủy kiên, nỗi oan này, nỗi oan này thấu tỏ cao minh. Tấm áo hoàng bào đã nhuộm tràm xanh, tấm thân đành để nhục vinh, tấm thân đành để nhục vinh lẽ thường. Đường thiên lý quan san bờ ngờ, hỏi
trăng già, hỏi trăng già thấu tỏ cho trăng. Quan lớn hỏi mây, hỏi gió, hỏi trời, hỏi vầng nguyệt lão trêu người bởi vì đâu. Cỏ cây ơi sao mưa dầu nắng dài vẫn vươn vẫn vươn mình ha ngại phong ba. Cỏ cây ơi có thấu hiểu lòng ta, sơn cùng thủy kiệt xương xa, sơn cùng thủy kiệt xương xa lạnh lùng. Hà thác vinh còn hơn sông nhục, sông kỳ cùng, sông kỳ cùng tắm ngọc Côn Sơn, kiệt cùng hiu hắt trăng non, sông kỳ trong đục lệ tuôn đôi dòng. Ngắm cảnh vật mà lòng đau như cắt nợ trần hoàn, nợ trần hoàn quyết nghi trả cho xong. Lòng riêng đã định với lòng, mượn dây oan nghiệt cho xong, mượn dây oan nghiệt cho xong tội trời. Hoa cỏ thương người đã khuất bỗng đùng đùng gió giật mưa xa, nỗi oan chuyển đất đông trời, dây oan kết lại thành đôi, dây oan kết lại thành đôi bạch xa. Khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn tuần người đã dậy thần cơ, cửa sông Ninh Giang phụng thờ kỳ cùng lại nổi sinh từ quan tuần tranh. Cảnh am thanh nhiều bề lịch sử vốn đặt bày từ cổ vu lai, bao phen xuất nhập trang đài, vua ban chấp chính quản cai triều đình. Ngôi phúc tinh long trầu hộ phúc, lốt tam đầu cuộn khúc trầu lên,
lân dần hạc xá đôi bên quan quần chắc giang ngự lên đi sập rồng. Sắc ban phong người kiêm chi tam giới hay sóc tà sát quỷ trừ tinh quan tuần vạn phép muôn linh quyền cao cai quản chư dinh nhà trời ngự đồng chơi mình quyền bóng quý đường uy trời thủy khí nghiêm ơi trang quan tuần hiển hách uy quang ra tay tế độ trần gian được nhờ thánh giá hồi cung. Con xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất là nhiều. Và như quý vị đã biết thì để làm một chương trình như thế này thì không thể thiếu một phần rất quan trọng, đó là phần âm nhạc, các nhạc công. Vậy con xin được mạn phép được giới thiệu tới toàn thể các quý vị quan khách, toàn thể quý vị khán giả, những anh em nhạc công con mời về để cộng tác cùng với lại đoàn nghệ, cùng với trung tâm của con. Vậy con xin đầu tiên con xin được giới thiệu nghệ sĩ Quốc Việt, là nhạc trưởng và sáng tác về phần âm nhạc ạ. Vâng ạ, nghệ sĩ Bùi Tân, hòa âm và đàn guitar bass. Nghệ sĩ Thanh Tuấn, bộ gõ. Nghệ sĩ Minh Đức, đàn tam thập lục ạ. Nghệ sĩ Mạnh Hoàn, đàn tam thập lục ạ. Vâng ạ, nghệ sĩ Trà My, đàn thập lục. Nghệ sĩ Duy Trèo và đàn Nguyệt ạ. Nghệ sĩ Năm Nguyễn, bộ phách ạ. Dạ vâng ạ, bên này con xin được giới thiệu nghệ sĩ Hồng Hạnh, sáu bầu ạ. Nghệ sĩ Hồng Tiếp, chơi cây đàn bầu ạ. Nghệ sĩ Đinh Quý, cây đàn bầu ạ. Nghệ sĩ Gia Khang, cây nhị hai ạ. Nghệ sĩ Minh Tuấn, cây keyboard. Và nghệ sĩ Anh Tuấn, sáo ạ. Vâng, cuối cùng là nghệ sĩ Thanh Khang, chơi cây sáo mèo và guitar. Vâng, con xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn Hoài Thanh. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng là để có được một đêm nhạc live show ngày hôm nay thì nghệ sĩ Hoài Thanh của chúng ta cùng với tất cả các ekip như chúng tôi đã giới thiệu và thậm chí là cả ban nhạc nữa đã có một sự đồng lòng quyết tâm rất là lớn để đem đến cho quý vị khán giả những giây phút thực sự thăng hoa của đêm nhạc hôm nay. Và thưa quý vị, chầu văn có thể nói rằng cũng là một môn nghệ thuật dân gian mang đậm tính vùng miền và mang hơi thở của thời đại. Ở bản văn Quan Lớn Đệ Tam mà quý vị thưởng thức, chứng kiến dàn nhạc cung văn cổ truyền với đàn nguyệt, cảnh, phách, trống, thì ở bản văn Quan Lớn Tuần, quý vị thấy dàn nhạc cung văn với nhiều người hơn, mang hơi hướng thời đại nhiều hơn. Có lẽ rằng nhiều người sẽ hỏi rằng có điều gì bất hợp lý. Nhưng không, thưa quý vị, tất cả mọi loại hình văn hóa dân gian đều mang những yếu tố thời đại. Thế hệ sau tiếp nối những giá trị tinh hoa của thế hệ trước và đưa những yếu tố phù hợp của thời đại đó để văn hóa, nghệ thuật mãi trường tồn. Qua hai bản văn, theo hai lối cổ kim, chúng ta đã phần nào cảm nhận được hơi thở thời đại và cách thưởng thức âm nhạc của thế hệ mới và thế hệ ngày hôm nay. Một lần nữa, xin được cảm ơn cung văn Hoài Thanh. Thưa quý vị,
Cung văn Hoài Thanh là cung văn trẻ trong làng hát văn, từ sự yêu thích, đam mê mà tìm hiểu, học hỏi, sau đó trở thành cung văn được nhiều đệ tử của tín ngưỡng thờ mẫu yêu quý. Nhưng không chỉ dừng lại ở một cung văn hát trong các vấn hầu nơi cửa thánh, Hoài Thanh còn mong muốn truyền tải, giới thiệu những làn điệu hát văn đặc sắc tới cộng đồng, góp phần vào việc bảo tồn và lưu trữ di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Chúng tôi, những người làm chương trình, những người trẻ rất lấy làm tự hào và hy vọng có nhiều hơn nữa những chương trình giới thiệu về văn hóa, về âm nhạc dân gian để cộng đồng cũng như là giới trẻ được thưởng thức, cảm nhận và tăng thêm tình yêu quê hương đất nước cũng như những giá trị văn hóa của dân tộc. Một lần nữa xin được thay mặt thế hệ trẻ cảm ơn Hoài Thanh, các nghệ nhân và ban tổ chức chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Văn ca từ tâm hôm nay. Như đã giới thiệu với quý vị, chầu văn có trên 30 làn điệu khác nhau, có những làn điệu chỉ sử dụng cho văn thờ như bỉ, miễu, thồng, mang sắc thái trịnh trọng, nghiêm trang. Có những làn điệu dùng cho các giá, quan lớn, quan hoàng như dọc, thể hiện sự phóng khoáng, đĩnh đạc, giàu chất thơ. Điệu cờn thể hiện tính tự sự, mượt mà, thậm chí là ai oán. Hay có những làn điệu có tiết tấu nhanh, vui nhộn như xá, dùng cho ban văn của các thánh bà, thánh cô miền thượng. Và sau đây, để cảm nhận được sự khác biệt giữa các làn điệu, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị thưởng thức bản văn Chầu bé Bắc Lệ qua chất giọng của cung văn Hoài Thanh và ban nhạc. Bao xa ai đi chiêm bái, ai qua đền đèo. Chầu bé dậy chim rừng, ca ngót đêm thâu chim hoành, ríu rít bên lầu. Hoàng tung canh về chầu động yên, vượn chim non dù con dâu dị trên sơn trang, cảnh lại thêm xanh bốn mùa gió mát trăng thành. Gành suối reo đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo, đất sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông dòng. We'll be right back.
đăng biên giới thì cùng thất khê. Trăm thứ quả hải về dâng mẫu hải sau đi, củ đậu măng tươi tươm làm rau xanh củ mai. Bạn xiêm đông đào tây yếu áo đen tràm, yêu điệu thước tha gót tiền quẩy lắng hái trà. Lờ sao khoai hé nụ cười trăm hoa đua nở, hát tiếng nương tiếng thổ tiếng tinh đàn công dạo khúc thanh bình. Núi xếp núi
gian nghi ngọc màu lam, ngôi đền thờ châu bé trên ngàn. Đàn cá nội đùa bơi rẽ sóng, nước lung linh in bóng trăng thu rừng thông, vang tiếng hát dù châu bé thượng thổ nùng là gốc, áo tràm đen khăn thắm đội đầu, có đai xanh kiêng bạc tuổi châu. Châm sắt vòng kim cương tam cười luồn tay. Cho tiết mục vừa rồi hấp dẫn hơn rất là nhiều đúng không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, đến lúc này thì có lẽ rằng là Mỹ Vân đã phần nào hiểu được vì sao chầu văn lại được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia, và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chỉ với một thời gian rất ngắn thì chúng ta không chỉ được biết về lịch sử, huyền tích, công trạng của các vị anh hùng dân tộc đã hiển thánh trong tín ngưỡng thờ mẫu, mà chúng ta còn được biết tới tình cảm, sự tri ân, sự tin tưởng của lớp người thế hệ sau dành cho các bậc tiền nhân. Không những thế, chúng ta còn được trải nghiệm rất nhiều những cung bậc cảm xúc, từ mượt mà, sâu lắng, mênh mang, giàn trải đến vui nhộn nhịp nhàng. Và điều đó thực sự là một điều vô cùng vi diệu. Và thưa quý vị, một lần nữa, chúng ta cùng cảm ơn Cung văn Hoài Thanh đã đem lại cho chúng ta những cảm xúc tuyệt vời với tiết mục biểu diễn vừa rồi được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ để tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thay đổi một chút không khí để đến với một loại hình âm nhạc dân gian khác nhưng cũng vô cùng đặc sắc. Đó chính là bài sẩm Công cha nghĩa mẹ do nghệ nhân Bá Linh thể hiện. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.
quên công cha ngãi mẹ sinh thành. Mẹ mang con chim tháng tài sinh một giờ ở trong lòng mẹ cha chả ngại mà tanh dư. Quên công cha mà ngãi mẹ sinh con ra, ngãi mẹ thì đã lắm, công ý cha thời nhiều nào là phía con ơi bồng bế cơm sữa nâng niu. Chăm mấy cho đêm ngày thì con đi bú còn ăn, đêm mưa nằm thì quần áo chiếu chăn nó ướt thì đầm đầm chỗ ướt những thời mẹ chịu cho đành tâm. Con lại con đi nằm cho nó êm tốt thì ngọn đèn con ơi suốt đi cả mà thâu đêm chờ cho con đi ngủ ấm êm mẹ mới đi nằm mong mấy ngày hỡi con ơi mong tháng mong đủ cho đầy năm. Bỏ giờ nuôi mấy con đi chả dám bỏ giờ đi về mà yêu dấu để ấp những hơi đêm ngày công tìm mẹ cha hỡi con ơi bồng bế ở trên tay một mình cha mẹ chịu đắng cay nhiều bể ba bốn năm hỡi con ơi cơm mì sữa đã bù trì. Con một của có ai chê bao giờ nuôi con thời tí nâng nghĩ giấc đã sớm chưa để về sau con khôn nhớn cha mẹ nương nghĩ nhờ cậy trông này võ công thời tôi khó nhọc đã bế bồng. Sinh
con ai mà chả muốn để vun nị rồng cho con. Nuôi con đòi chừng áo nát đã già mòn, cùng cha rừng hái mẹ núi non nào tày tại vì con cho cha mẹ phải nên gầy. Phải nên gầy báo ơn cha mẹ ấy, xem tày bẻ đông biết bao giờ hỡi con ơi, báo hiếu con giả nghĩa đền công, đền cơm thì giả sữa kẻo phiền mẹ cha này, nuôi con tời cho tươi tốt đẹp bằng hòa. Bằng hoa để về sau mẹ già mà tuổi yêu, cha già nhờ con này bỏ công thời chi lội suối trèo nò. Tu nhân mẹ còn thì tích đức cho con sau này ở có tiền hỡi con ơi, thời hậu được mây hay cha dòng cây đức mẹ âm ý dày đền ân trong phép làm người mẹ, khuyên con giữ đạo lấy hiếu thần cảm thương cha mẹ ân cần ra con mặc thì lòng ai, thời ta phải đạo làm con. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Bá Linh. Cảm ơn nghệ sĩ Hoài Thanh. Thưa quý vị và các bạn, tín ngưỡng thờ mẫu là môi trường sản sinh ra âm nhạc chầu văn, một loại hình âm nhạc mang đậm nét tâm linh, chứa đựng và lưu truyền những giá trị văn hóa, giá trị nhân văn. Một trong những giá trị đó là hướng con người và niềm tin của con người vào cuộc sống nơi trần thế. Và như quý vị đã biết, di sản văn hóa phi vật thể để lưu giữ và bảo tồn bởi những người yêu loại hình văn hóa đó, bởi những người thực hành loại hình văn hóa đó. Vì thế, với di sản chầu văn thì những nghệ nhân cung văn có thể được coi là những bảo tàng sống, lưu giữ những giá trị di sản trong dòng chảy của thời gian trước những biến đổi của thời cuộc. Thì di sản hay bất kể loại hình văn hóa nào cũng chịu sự tác động để phù hợp với nhu cầu thưởng thức và thị hiếu của khán giả. Và có thể thấy rằng chầu văn cũng không ngoại lệ. Quý vị sẽ thắc mắc là trong chương trình ngày hôm nay, tại sao không giới thiệu nhiều văn hát theo lối cổ mà nhiều bản hát theo lối kim với sự tham gia của nhiều nhạc cụ đến như vậy? Và sự thay đổi này có phù hợp hay không? Có nhận được sự yêu mến của người yêu chầu văn hay không? Thưa quý vị, câu trả lời này sẽ dành cho sự cảm nhận của mỗi người. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức và cảm nhận bản văn Quan Hoàng Bơ. Đến với bản văn này, chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức giọng ca của cung văn Thanh Long. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.
sàng hoàng đô thoại chân dung khác thường.
Thank you.